Kính thưa quý vị, Christie, đấu giả tranh của các họa sĩ danh tiếng thời phục hưng, tính từ New York. Các tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng bao gồm Ponzino, Fra Bartolomeo và Botticelli sẽ được đấu giá vào tuần tới tại Christie ở New York và được dự kiến sẽ mang lại tổng cộng hơn 75 triệu Mỹ Kim. Cuộc đấu giá các tác phẩm các họa sĩ bậc thầy của châu Âu từ thế kỷ 14 đến 19 dẫn đầu hơn 400 lô đấu giá là các tác phẩm của Ponzino, Bartolomeo và Ponticelli. Ông Alan Wintermuth là phó chủ tịch của nhà Christie và là chuyên gia về tranh của các danh họa thời cổ điển, cho biết cuộc đấu giá này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người mua trên toàn thế giới. Phiên đấu giá này có nhiều bức tranh chưa từng được công bố như hai bức tranh của Botticelli và một số các bức tranh đã từng được biết đến nhưng bị biến mất. Chuyên gia tranh cổ điển Wintermuth cho biết bức tranh mang tên The Madonna and the Child của Prato Bartolomeo đã được bảo tồn trong tình trạng hoàn hảo và ước tính sẽ bán được từ 10 đến 15 triệu Mỹ Kim. Bức tranh Madonna and Child with the young Saint John the Baptist của Sandro Botticelli cũng là một trong những điểm nổi bật của phiên bán đấu giá. Tác phẩm này là chủ đề phổ biến tại Florence thời đó và được ước tính sẽ bán được từ 5 đến 7 triệu Mỹ Kim. Bức tranh này do John Rockefeller mua lại vào đầu những năm 30 và đã được cất giữ trong gia đình Rockefeller trong suốt 50 năm, đến nỗi nó còn có cái tên The Rockefeller Madonna. Dẫn đầu phiên đấu giá là bức tranh chân dung chàng trai bên cuốn sách của Agnolo Ponzino. Nhà bán đấu giá Christie cho biết đó là một trong những bức tranh chân dung thời phục hưng quan trọng nhất còn lại trong tay tư nhân và được ước tính sẽ bán với giá từ 12 đến 18 triệu Mỹ Kim. Ponzino là một họa sĩ rất nổi tiếng và được yêu thích, nhưng hầu hết sự nghiệp của ông đều dành cho các bảo tàng viện và nhà thờ. Ông là một họa sĩ nổi tiếng về chân dung. Cuộc đấu giá các tác phẩm của các họa sĩ danh tiếng thời cổ điển sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng Giêng và sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng Giêng.